Bạn nào mà hay nấu đồ chay á thì chắc chắn là sẽ quen thuộc với cái loại sườn non chay này rồi. Tuy nhiên á, là hôm nay tôi sẽ biến tấu nó thành cái món sườn cuộn với lá dứa nha. Sườn á thì mấy bạn ngâm với nước lạnh cho nó nở ra. Tiếp tục á là vắt cho thật là khô nước, rồi cắt một miếng sườn ra thành khoảng là 8 miếng. Cái phần này thì tôi đi chiên với lửa vừa cho các mặt vàng đều và giòn là được. Rồi tôi mới bắt đầu nêm phần gia vị. Tuy là gia vị hơi nhiều nhưng mà rất là dễ mua nên là các bạn cố gắng làm đủ theo cái công thức trên màn hình nha. Tới bước này thì tôi sẽ đeo bao tay để trộn cho thật đều cái gia vị với lại là sườn non chay. Tiếp tục là tôi rửa sạch phần lá dứa, xong rồi dùng lá dứa cuốn bên ngoài cái sườn non và dùng một cái tăm để xiên vào. Cứ một cái tăm thì sẽ xiên được 3 cục sườn. Tại vì trong cái phần gia vị nêm thì đã có dầu ăn rồi nên là tôi không cho dầu ăn vào chảo nữa, mà tôi cho thẳng vào chảo để áp chảo luôn. Hoặc là các bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc là lò than đều được. Đến khi mà cái lá dứa nó hơi héo một xíu là ok rồi nha. Lúc mà nấu cái món này thì mùi lá dứa nó tỏa ra cực kỳ thơm luôn. Mà lúc ăn thì mùi lá dứa bám vào miếng thịt đậm đà. Bạn nào mà thích biến tấu những cái món chay ngon thì có thể lưu lại cái công thức này nha.